chào mọi người đã quay trở lại với channel Mạnh Kim của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món mực nhúng ớt nha mọi người. Thì bây giờ mình lóc mực. Món mực nhúng ớt đây thì mình ăn với khổ qua với lại mùng tơi nha mọi người. Ai mà có lá hổ qua thì ăn với lá hổ qua ngon hơn nha. Mình sẽ lót mực bên để mình bỏ rau. Mực thì mình cứ thái mỏng nha mọi người. Mình thái mỏng cái này xíu để mình nhúng mình ăn nha. Mực tươi lắm mọi người ơi, tươi rối luôn. Rồi cái này là để xíu nữa mình lên mình nhúng nha, mình cắt thêm một miếng màu gan cho đẹp nha mọi người. Còn về phần rau thì củ qua nè, củ qua rừng đó mọi người. Tơi mọi người có lá củ qua thì ăn ngon hơn nha mọi người, có lá củ qua ăn thì ngon hơn nha. Mình có mùng tơi thì mình ăn mùng tơi nha. Đầu rồng nè mọi người, thấy đã không? Mình cắt ra xíu ăn cho dễ. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đập mấy cái này để mình đi nấu nước nha mọi người. Mấy cái đầu hành đó thơm này, hành tím này, món này ăn trời mưa nữa là thôi ngon lắm. Ớt thì ai ăn cay nhiều thì bỏ nhiều nha mọi người nha. Mình ăn cay cũng không nhiều nên mình bỏ cỡ chút cá thôi mọi người. Đó, cắt thêm miếng xả nữa. Cho miếng gừng vô cho nó thơm nha mọi người. Mình nhúng hải sản á, có gừng vô thì nó thơm. Cái này thì xíu nữa mình lên mình bắt bếp cùng mình nấu cho nó cho mọi người ăn cùng mọi người luôn nha. Thì mình ăn với bún nha. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu nó nấu nước nha mọi người.
Ok, mời mọi người thưởng thức cùng vợ chồng mình nha. Mình xin phép mọi người mình để cái nồi bên đây chứ bây giờ mình không có cách nào mà để quay vô cái nồi cho mọi người nhìn đó. Nước sôi rồi mọi người, mình cho mực vô nè. À mình thích ăn can, món này ngon lắm mọi người. Mà mưa mưa nữa. Hồi như mình đó, cháu mình đang học trực tuyến rồi. Giờ mấy đứa nhỏ bây giờ mùa này là phải học trực tuyến thôi chứ bây giờ đâu có đi học được đâu mọi người. Đâu đến trường nữa. Khổ quá mọi người. Đâu từ. Ừ, để nó chín này nhé. Rồi nó phải sao? Rồi xíu bỏ vô tá ơi, lụm. Này thì ăn với bún nha mọi người. Chờ lâu rồi đã lại đây rồi. Ngon lắm. Hồi lâu ăn bò như ốp hết chứ chưa ăn mọi người hết. Chưa ăn à? Chưa ăn rồi này. Cái này mình mới có ăn. Cả mẹ. Ôi cháu rồi con mọi người nghe nè, có học trực tuyến không? À chạy học anh. Anh không hả? Anh cũng học trực tuyến hết chứ, chạy bị cho mày đi đó không học nè. Anh cũng học hết rồi. Mình thích ăn, đi ăn lẩu lúc mềm, thích ăn nước con dầm với lại bún. Ngon mọi người ơi. Mình ăn nước con dầm bún chứ. Cháu buồn quá, em nhớ nhịn như cái chim kìa. Để quá video mà từ tốn mới quay được. Món này thật sự là mọi người thích ăn cay thì ăn rất là ngon mọi người. Mà mọi người đừng quên bún nha. Bây giờ nó học được tiếng thôi lắm. Đứa nào cũng giơ tay la hét khóc lóc mấy đứa nhỏ mọi người, đứa lớp 1, lớp 2 á. Con nhìn mực tươi quá hả? Mực tươi đó. Một đây mình nhảy xuống biển bắt lên nha mọi người, lên tươi lắm. Mực đây mực gì vậy? Mực đây mực đây. Bây giờ giống có một nàng. Cái nước này mình ăn bò nước ớt đưa mình quên. Được rồi, nước này là mình ăn bò nhúng ớt, bạch tuộc nhúng ớt hay là cái gì nhúng ớt mà mọi người thích ăn thì được được hết nha. Mình thích ăn rau bỏ rau nhiều nhiều sẽ ăn cho đẹp. Mọi người cũng nấu sẽ nấu nước 100 mình ngon lắm. Mấy hồi nấu bò nhúng ớt cho mình ăn á. Bây giờ mới được ăn nha mọi người. Mời mọi người nha. Sao nó hết chưa? Sao yên tự quá. Thơm quá. Ui dù cay. Cay lắm hả? Cay lắm hả? Tự nhiên cái hương em cảm thấy quá. Cầm rau mọi người. Cầm rau đây lâu lâu mới có. Ăn tái tái nó mới ngon. Ui, vô đạo quá mọi người. Chắc mình phải lượn 11 giờ đêm mình đăng clip lên. Đăng hết chưa? Bỏ bún vô. Nhưng mà ngon quá. Ngon lắm mọi người. Ui. Bột tươi là mọi người thay nấu chín lên sang lại đẻ không? Thôi, ít thôi, không muốn chị em ơi. Bỏ ớt vào, bột mắm vào. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Ui,
cho hai vợ chồng ông mà ăn xong lỗi là mọi người ơi, nhìn nè, nhìn cái mực này nó tươi đã chưa, tôi dạy ăn chỉ đã nóng mà thôi là thôi chứ. Hình như là em lùn quá hay là do cái nồi để cao quá vậy? Nồi để cao quá mọi người, rồi giờ bắt buộc rồi ăn mấy này, mọi người ra một chén nước mắm sắc ớt là rồi á. Cái nắp luôn. Chua chua ngọt ngon quá. Ăn cô dùng hồ á. Ừ, ngon lắm. Nó chua chua, ngọt ngọt. Cay cay ăn khỏe mọi người. Cay cay. Ăn mà ăn củ qua đắng nữa, ngon nè. Ăn có củ qua đường lắm. Bỏ mua ăn cái nhặn 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 nữa. Đi vào luôn á, nhưng mà em không ăn được lá hôm qua. Qua mà ngon quá, lâu rồi mới có cảm giác mà như đang ngồi tiền. Hồi nãy mình có đập gừng nữa, nó thơm lắm. Nước mà sáng mà nó cũng còn tanh không? Đậu rồng thôi mẹ. Hồi đồ mọi người có đậu rồng không? Mình hồi nhỏ thích ăn đậu rồng lắm. Nhất là ở quê á, đám giỗ là hay làm đậu rồng xào thịt bò á mọi người. Thôi em lên nhà anh em có biết cái món đậu rồng không? Ừ. Có nhiều chỗ cũng không biết mọi người còn á. Nhiều chỗ có tên gọi khác là gì mình không biết chứ. Ở mình kêu đấy là đậu rồng mọi người ơi. Mọi người biết cảm giác mà vừa cay mà vừa nóng không? Đã chảy mắt luôn rồi. Ăn nhà nó mới sướng. Mình đi dớt, qua em bỏ cho ăn. Mình đổ đi cho mình á. Cho mình nhận đi. À, mình tới quán đó mình làm. Nhưng mà đi ra nó có hết khách á. Cho nên là hai chồng ăn. Chồng mình nấu món bò nhúng ớt. Ơi thật khứ vị luôn, tới bây giờ mới ăn. Hai năm rồi. Nóng quá ăn khổ luôn á. Nóng không cay nữa. Chụp cái ốc cho mấy. Chụp cái ốc cho mấy đâu. Chụp ốc cho mấy luôn nè. Còn miếng mực tươi. Mật ấy, mọi người bỏ cái vừa chín tới thôi. Rồi rất là ăn. Nó giòn, nó thơm. Chứ còn nấu lâu quá là teo hết, với lại nó dai mất.
ăn lâu rồi giờ mới ăn lại đây. Giờ ăn mới lại thấy lâu luôn á. Món này dễ nấu mọi người, gia vị đơn giản nữa, tuyệt vời luôn á. Mọi người nấu thử, món này thì ngon lắm mọi người, ngon thật sự luôn á. Và nấu dễ lắm, mình có hướng dẫn mọi người có thời gian thì nấu thưởng thức thử nha. Đủ mọi người. Và mình cũng kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người nhớ để lại cho mình một like, một subscribe. Còn muốn mình làm món gì thì comment bên dưới nha. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Bye bye.